Chào các bạn, hoan nghênh các bạn trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay là ngày 28 tháng 6, à, Jason sẽ cập nhật một số thông tin trên thị trường chứng khoán cho các bạn. À, trước tiên là những điểm số như là Dow Jones, Nasdaq, NAS, SP500 chưa có thay đổi gì nhiều, nhiều kể từ ngày hôm qua. Và sáng nay những cổ phiếu về tech stock cũng tiếp tục lên nhẹ. Những công ty làm về semiconductor là những con chip như là NVDA, AMD và SLXX À, đã xuống sáng hôm nay sau khi có tin tức từ chính quyền của tổng thống Biden là họ sẽ cấm vận những công ty này sản xuất những con chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo qua bên Trung Quốc và cũng trong tuần này à, nhu cầu mua bán nhà cửa đã tăng lên mặc dù lãi suất cũng đã tăng thêm và ngày mai thì sẽ có công ty Nike là hãng à, giày dép và công ty MU là công ty làm về uh, chip sẽ report earning vào chiều thứ năm. Ngoài ra thì không có tin tức gì khác nổi bật trong tuần này. À, nếu như các bạn có đầu tư mua bán hôm nay thì chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay và nếu các bạn thấy channel của Jason hữu ích thì các bạn có thể subscribe, like và share video để cho mọi người cùng nhau được học hỏi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau.